Đây nha. Sướng nha, hai đứa thỏa thích mà ăn nha. Thích ăn măng cụt đấy. Bo hôm nay có quần áo mới đấy các bạn. Chữa bệnh về lại dính lại ấy các bạn à, bởi vì vừa rồi mình cứ bận rộn đi tìm Moon ấy nên là không quay được video là cho tôm bị cấp cứu các bạn ạ, vì tôm bị nhiễm virus virus gì ấy, nói chung là bị đi ngoài ra máu này, nôn ra máu này, bây giờ đang ở nội trú ở cái bệnh viện thú y hôm nọ, phòng khám thú y để điều trị nội trú các bạn ạ. Và bác sĩ cũng nói là cũng 50-50 ấy, nửa nọ nửa kia ấy, cũng có thể khỏi mà cũng có khi là không qua được ấy các bạn. Mình thực sự rất là buồn ấy, thương lắm, thương tôm lắm các bạn ơi. Mình chiều nay mình sẽ đi, vợ chồng mình sẽ đi thăm tôm các bạn ạ. Tôm rất là đáng thương. Thời gian gần đây mình cứ mải mê đi tìm Moon rồi là chăm sóc mẹ mình đấy các bạn.
nên là cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc cho tôm ấy, rất là đáng thương các bạn ạ. Rồi, đây đây con cứ ngồi này con. Đây, con ngồi xuống đây. Đúng rồi. Hai đứa không ăn mít nữa con. À, muốn ăn đi. Cho mẹ bóc ra, mẹ ốc mà hả? Rồi, bóc nhá. À, đây, ngồi đây. Đây, ăn nổi nào cũng được. Đấy, hôm nay mình mua coi như là 5 loại hoa quả để ăn mừng Moon trở về các bạn. Này này Bơ ơi, đây của con này Bơ. Ngon quá na này, na ngon lắm các bạn. Bơ ơi, đây con ngồi đây, Bơ ngồi đây. Bơ, ngồi đây, ngồi đây. Đây, này. Con ăn đi, ăn này ngon lắm rồi này. Moon vào đây. Ăn đi. Ngon à? Không ăn nữa rồi, thế ta ăn mít đi. Nhã ăn. Mình cũng bảo là mình ăn ngon cụt. Muôn xuống đi. Xuống. Em nắm mưa nhỉ, không được ngọt.